bắn mà. Ơ, khóc kìa. Cưng nhở. Trời, không có đánh mà, không có đánh. Mui không có đánh. Xem video các bạn đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe. Và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem video này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn sẽ một các mua quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cà rốt để ăn sáng nhá. Tên tên tên. Và hôm nay các bạn ơi, trời ơi, Mini World cập nhật con rắn thần này nhìn đáng sợ thật sự mọi người. Nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp đúng không? Camu không biết tại sao nhưng mà Camu thấy nó đẹp dễ sợ luôn ta. Nhưng mà không, hôm nay mục tiêu của chúng ta là sảnh liên thông mọi người ạ. Và sảnh liên thông này chúng ta có gì mới không nhở? Ui, cái gì đây? Sẽ làm gì khi có 9... Đây là 9 triệu đúng không? 9.999999. Ok, Camu thử vào. 999999999 mẫu. Camu với các đợt, Camu thấy các bạn luôn đọc, Camu thiếu oxy trong não luôn á vì đọc. Trời ơi, giải dễ sợ. Hy vọng là vào không bị kích ra. Ok, may quá chúng ta không bị kích ra mọi người ơi, nhưng mà tại sao vẫn là 100 máu này? À đây rồi, lên dần, máu lên dần mọi người ạ, máu lên dần. Wow. Có vẻ như là chúng ta sẽ có một nơi có trọng lực khá là gì ta? Khá là thấp này. Mà nếu mà chúng ta nhảy lên thì chúng ta sẽ đi lên được đây. Hello chị Camu, ô có bạn nhận ra Camu nè. Từ thử bật mic coi xem là có ai thấy không ta. Hello. Bạn đã vào phòng chat, bạn đã tắt mic, bạn đã bật mic. Rồi ok. Có ai nghe thấy gì ở, có ai nói gì ở trong đây không nhở? Và thật ra là cái phòng này nó khá là lag các bạn ạ. Thật sự luôn. Khá là lag. Và vấn đề là Camu nhìn được trên kia kìa. Đằng trên đấy có cái gì không ta? Có gì hot không nhở? Nếu mà có từng này máu, Camu công nhận là có từng này máu, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải chờ nó hồi rất là lâu. Là thứ nhất, thứ hai là cái gì đây? Có vẻ như chả có quái vật gì hết trơn á, chết chọi ạ. Thề. Hình như chúng ta có thể giết nhau được nè. Sao mãi không chết ta, chắc bãi có nhiều. Ui, đồ chỉnh trọng lượng quá cao. Chỉnh trọng lượng quá thấp với các bạn nên là hay, cái này là quá thấp hay là quá cao ta? Hình như cái này là quá thấp nên là cái đồ vật mà bị rơi xuống á, nó cũng rơi rất là chậm luôn. Để Camu vứt thử coi. Đó, Camu thề, Camu rơi xuống mà trời ơi, vẫn ném này. Nhầm, ném này. Đó, đồ mà nó còn rơi từ rất là từ tốn luôn đó mọi người. Hello chị Camu, có bạn nhận ra Camu là hello em. Nhưng mà map này chán quá à, Camu đi tìm map khác đây trời ơi. Còn một thứ nữa mà Camu lâu lắm rồi không làm các bạn ạ. Đó chính là ở trong bạn bè này đọc tin nhắn các bạn ơi. Đó, lâu lắm rồi Camu không đọc tin nhắn của bất kỳ ai khi mà kiểu ở trong Mini World. Và ui, Mr. Việt mời bạn vào phòng. Ui, mấy lúc làm Camu còn không biết luôn đó mọi người. Ok, Camu cùng thử đọc xem là ở trong đây có gì không nha. Hello chị Camu, dạo này em thấy chị ít on hơn á. Cái lúc này là 10 tháng 12 à. Ui. Cái lúc này Camu cũng không nhớ nữa. Cái avatar của chị à, cái này thì chắc là lúc Camu bị chôn đó mọi người. Còn của Timmy thì chắc là Timmy cũng mời vào phòng rồi à. Không có đọc được gì hết trơn á, buồn thật sự. Ơ cái gì nè, ui bạn ý, giờ đang có dịch Covid-19 tại Việt Nam, ra đường nhớ mang khẩu em ơi. Khẩu trang, tránh nơi đông người, giữ gìn sức khỏe nha chị. Ok em, chúc chị mùa hè vui vẻ. À các bạn này, à trời, bạn ý nhắn từ 30 tháng 7 năm 2020. Xin chia buồn vì chị bị mất kênh nha chị. Xin lỗi em, bây giờ chị mới đọc. Xin lỗi em. Từ đến bạn cáo này xem nào. Bạn cáo này, ủa sao vậy, sao lại hu hu nhở? Ủa sao lại, sao bạn cáo lại hu hu nhở? Cáo ơi, nếu em còn xem video của chị thì em nhắn tin xem là tại sao em hu hu nha. Trời đất ơi, khổ thân. Ui, của bạn Mizuki. Ui, bạn ấy nhắn cho Cao vui vào đúng ngày sinh nhật ngày 19 tháng 9 luôn ạ. À. Là em chào chị này. Ui, thế cưng thật sự, cảm ơn em nha. Nhưng mà, có vẻ như là có rất là chỉ có một vài bạn chăm on kiểu hoặc là nhắn tin thôi, còn lại gần hầu như các bạn, Camu cũng khá là ít thấy các bạn ở trong mỹ bạn trong Mini World có chơi á, thì Camu cũng đang không biết là rốt cuộc là các bạn ấy còn chơi hay không, tại vì Mini World cũng không loát được những cái nick của bạn ấy, các bạn ấy rồi, các bạn chỉ còn loát một số nick này thôi này. Đó, Camu nghĩ là những nick này vẫn còn chơi, còn nick của những bạn kia thì là không chơi nữa rồi các bạn. Wow, và bạn ý này bạn ấy cũng là
Chị yêu còn nhớ em không? Nhớ chứ. Thật ra thì ngoài Mini World ra thì các bạn cũng nhắn cho Qua Mui thì khá là nhiều tin nhắn, ví dụ như ở trên Facebook cá nhân hay là trên trên fanpage ấy các bạn. Thật ra các bạn, Qua Mui biết là các bạn nhắn cũng khá là nhiều và thật sự là Qua Mui cũng đọc khá là nhiều. Nhưng mà Qua Mui xin lỗi mọi người vì Qua Mui không thể nào mà trả lời tất cả các bạn á. Nên là Qua Mui xin lỗi mọi người nha vì đã nhắn cho Qua Mui mà Qua Mui không trả lời các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm, một điều đó chính là Qua Mui yêu các bạn rất 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 là nhiều. À, đây có vẻ như là chơi đối chiến với... Hey! Các bạn thấy Qua Mui hay chưa? Vừa mới vào đó nha, bãi đã xăm xăm cái bạn gì đó đã xăm xăm vào muốn giết Qua Mui này. Nhưng không bạn à, bạn nhầm rồi, mình hanh tay lắm bạn à. Bạn đây lại à! Ok, Qua Mui chấp nhận, Qua Mui thua. Ui, có một bạn tên là 35 Hải quay xe. Wow, bạn ấy ở team Qua Mui này, hồi sinh nào. Ok, bây giờ đến chết nè. Ôi, ui. Ok bạn nha. Chết bạn này anh. Chết này anh. Sao trượt hoài vậy? Sao lại bắn trước mặt bạn? Ok bạn đi. Bạn ấy bị giết rồi, chết rồi. Nhảy lên mà bắn. Ôi giời. Rồi ok. Qua Mui đã hoàn lại rồi nha. Các bạn này bắn cũng khá là. Ồ, bên trái. Bên này có người các bạn ạ. Đi đâu? Chết nè. Đó, trời ơi, Qua Mui đỉnh không mọi người. Đây. Rồi xong luôn, 4 mạng liền luôn nha. Qua Mui ghê chưa các bạn ơi? Quá đỉnh luôn mọi người ạ. Úi, hello. Không có. Ui, à bị giết bên này rồi các bạn. Tức là các bạn bên kia ở bên này này. Ủa thế là ở bên nào vậy? Ê, bên nào vậy mọi người? Hello. Bên nào vậy? Bên này. Đâu ta? Ở đâu vậy mọi người? Gì vậy? Ủa, chơi gì kỳ vậy? Ủa, ở đây rồi, đây rồi. Ê, gái Nhật đó. Mày ta đi xa. Ê, chém mất tiêu rồi. Chưa mất, rớt mất chuối rồi. Wow. Ê, tính ra thật ra các bạn chơi cũng khá là hay nha. Các bạn biết chơi á. Biết chơi á, không phải là không biết chơi đâu nha. Chơi đỉnh lắm luôn. Nè. Ờ, nhưng mà tiếp theo cho bạn là Qua Mui chơi hay hơn. Bạn Hải quay xe đâu rồi ta? Hải ơi, quay xe ơi, Hải ơi. Có Hải quay xe ở đầu kia. Chị Qua Mui ơi, tha em. Đâu có đâu, chị có làm gì đâu. Ờ, kỳ quá à. Chị có làm gì đâu trời. Đi mà ta. Hay. Không được, nhưng mà chị không thể nào để cho điểm của team chị thua được em. Không thể làm như thế được. Nhưng mà bạn ấy chơi solo 1-2 nè. Bạn ấy đang solo 1-2 nè. Thôi được rồi, tha nhá, cho bạn solo một mình đi nhá. Ok, bây giờ Qua Mui sẽ không bắn nữa. Và chúng ta cùng chờ kết quả xem là cái bạn Hải quay xe sẽ thắng hay là cái bạn gì đó xin Qua Mui đó thắng. Ấy. Cầm dao. Hey. Ôi bạn ơi, chạy đi, chạy. Ok. Ủa, cái này có tác dụng gì ta? Cái này có tác dụng gì nhỉ? Hình như cũng không biết nữa. Qua Mui có bắn đâu. Không bắn mà. Khóc kìa. Cưng kìa. Trời. Không có đánh mà. Cưng quá trời. Cưng quá à. Thế luôn các bạn. Ê, từ từ để Qua Mui thử cho tiếng to lên xem bạn còn nói gì không nha. Hello. Từ từ Qua Mui bật mic. Hello. À, không nói gì à? Tiếc quá à? Ê, liệu có bạn ấy không nói gì hay là do mic của Qua Mui có vấn đề ta? Alo, có nghe thấy không? Có nghe thấy Qua Mui nói gì không? Alo. Hey girl, hey boy. Ủa, em là con trai hay con gái hả?
À, các bạn ơi, bạn ấy cưng quá các bạn à. Ok, và bạn ấy tên là cái này Camu cũng không biết nữa, nhưng mà vì sự cưng của bạn ấy nên là Camu sẽ kết bạn với bạn ấy nha. Chào mọi bạn, kết bạn. Ờ, kết bạn kiểu gì nhỉ? Camu quên mất tiêu rồi. kết bạn thế nào ta? Trời đất ơi. Kết bạn thế nào nhỉ? Ok, và các bạn ơi, bây giờ Camu sẽ tìm cách để kết bạn với bạn ấy nha. Nhưng mà video của Camu đến đây cũng là kết thúc rồi này. Trời ơi, bạn ấy cưng thật sự luôn. Camu chả hiểu sao bạn ấy chỉ cần ca chat có vài câu thôi, nhưng mà Camu thấy rất là cưng luôn. Và video của Camu đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên ủng hộ cho hết team bọn mình nữa. Và video của Camu đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Bye bye, em rất là nhiệt. Bye bye.